Yo, hello, what's up, chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, từ ba đang rồi nha. Xin chào anh em, một game hỏa chiến truyền thuyết nha mình đây, từ ba đang bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video về đầu video, anh em xin một like và một subscribe ủng hộ channel phát triển nha, cảm ơn người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sang có quà vui chơi sự kiện của game hỏa chiến truyền thuyết. Ui, có quà sự kiện tròn một tháng ra mắt nữa à? Ngon này anh em này, ngon. Tình hình nhiều anh em hỏi là tôi còn chơi game này không các kiểu, thì tôi thì vẫn chơi đấy anh em, nhưng mà chẳng qua là không lên clip đâu các bạn. Nếu không lên clip thì cũng có lý do cả thôi. À cày nó cũng yếu quá thì nên clip nhiều bạn xem lại kêu này kia thì... Mà lâu ngày không lên thì nhiều anh em cũng hỏi thăm thì cũng thấy Vân Vương thì bảo là lên quả clip cho nó rực rỡ anh em. Hôm nay thì cũng lên review qua anh em con nạc hiện tại. Còn này chúng ta chưa mồi đây. Quay chưa hộ đồng hành hôm nay nào ấy à. Ở đấy quyền này các bạn nên tích nhá. Mấy bữa tôi cũng nghịch anh em. Cũng mỗi lần sự kiện này cũng chỉ được khoảng 2-30 quyền thôi, anh em cứ tích lại dần về sau nhiều bạn chơi một thẻ cũng được. Cái này chắc nhiều bạn biết rồi, có mình tôi chưa biết thôi. Ừ. Khả năng cao là vậy. Ngoài ra Rio cũng vậy, các bạn cứ tích nhiều vào, bởi vì cái sự kiện chiêu mộ giới hạn này này anh em này. Nó quay vòng tròn liên tục ui. À quên. Lamikaze Minato bí kíp kiểu ví anh em, làm tôi tưởng là ấy anh em. Là mình cứ tưởng là Naruto kiểu ví anh em, giật mình lại tưởng ra Naruto kiểu ví thì thôi rồi, lượm ơi. Đèn quá. Nhà trông cũng ngon lành đấy nhờ. Ây da. Mày cũng chưa cày game nhiều anh em, thể lực hắn còn các bạn nhìn kìa. À, hiện tại level 78 các bạn. Hiện tại lực chiến các thứ kiểu đấy anh em, hôm nay thì cũng sáng giờ tôi thì không kiểu cày theo giờ đâu anh em, kiểu cứ vào được tầm nào cày tầm đấy thôi. Hôm nay tiện lên clip thì như nào, hôm nay đã up được cháu này lên này. Hôm nay là không nhầm là anh Itachi là lên được thêm một sao nữa các bạn. Đủ không biết. À đủ các bạn, đây. Hôm nay là anh Itachi lên được thêm một sao đấy các bạn này, một sao lớn luôn. 121k lực chiến. Ui, trông xịn sò nhìn này, 300k rồi. Mấy tướng chính là 300k hết rồi. Tăng bậc qua được vừa nâng cho lên bậc 8 các bạn. Giờ chưa biết nâng tiếp cho nào quan hệ này. Ây da, tăng sao ngon các bạn. Uầy, 43k được chiến. Tăng sao phát nữa. Uầy, được chiến tăng vivu luôn anh em. Vivu luôn. Đấy, lại lên điểm được chiến ngay. Tăng bậc à, có tăng cho Kisame thì cũng được. Cháu này thì tăng cấp à. Rồi, tăng cấp anh em. Rồi, chúng ta ghé qua fanpage xem code nhỉ anh em nhỉ. Bên fanpage đang có một cái sự kiện xem code cũng khá là hấp dẫn anh em. Chúng ta sẽ ghé qua đây xem code anh em nhé. Ok, bài viết anh em. Tôi thấy vừa mới up thôi, chắc là cũng mới anh em, sự kiện mới. Cửu ví âm dương, khi lôi thần gì? Thần thuấn à? Thần thuấn anh em. Nhưng cha của Naruto anh em. Đây anh em, sự kiện tiêu diệt Madara nhận quà thả ga này anh em này. Đây sự kiện mới các bạn nhá. Cái này thì anh em vote like, share các thứ thôi anh em. Thời gian thì đến ngày 11 tháng 8 bạn, từ hôm nay đến 11 tháng 8. Và sẽ phát được trong 24 đến 48 giờ sau sự kiện kết thúc. Hướng dẫn tiêu diệt thì like bằng 500 HP và team bằng 700, comment 400 và share 900 các bạn nhá. Và nếu thành công thì nhận quà ALL server là bao gồm có 500 vàng, 10 mảnh vạn năng đồng hành S, 2 quyển linh thuật. Thì là chúc mọi người ấy cố gắng lên anh em. Đây, tổng gạt thấy là 10 triệu điểm HP thì chắc là cũng dễ thôi anh em, vote team. Ui. Sự kiện mới lên hay sao mà ít thế nhờ? Chắc mới lên anh em, nói chung là các bạn tranh thủ vote thôi. 2 giờ trước anh em, là vote team like xe là ăn boss thôi. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có mừng game ra 1 tháng thì cái này quà lấy chúng ta vừa nhận rồi anh em. Đó, có quà ra 1 tháng nữa thì anh em vừa nhận rồi. Đó, thì sương sương thế thôi. Giờ về game nào anh em. Đó, nên là nói chung thì cũng cày lâu thì tôi thấy game này nói chung chơi vẫn được anh em, chơi nào chơi anh em nó vẫn bánh cuốn. Kiểu kia nó cứ nghiền anh em, nghiền đá man luôn nhé. Lại lên lịch chiến rồi, 18 triệu rưỡi rồi. Đây, xong có nhiều bạn nhắn tin hỏi tôi về cái vụ thí luyện Diệu Mộc Sơn. Hôm bữa tôi lên clip hướng dẫn anh em đánh. Tôi giờ cũng đến tầng 69 rồi, đứng đây rồi, đứng đây mấy bữa này rồi. Còn nó về mở tầng thì anh em đánh tầng đầu lên dần. Những cái thì mảnh cam đồ bữa nay là cũng sắp pull rồi anh em. Nó cứ tích dần là sắp tới là khả năng chuẩn bị pull hết mảnh cam cho mấy cháu nó rồi. Đây, hiện tại đây chiến hồn anh em. Hôm nay lại cháu này lại thay được một vị, lại được thay được một bên nữa anh em. Nhưng mà sát thương chị nãy đội nào. Đó, lại lên được chiến anh em, 7 mấy k
Đây, cam thì còn dư nhiều ngoài luôn nhưng mà không các bạn. Đó. Bữa thì còn đang dở mảnh của thầy đây này. 3 giây tiếp theo chắc chắn cắt thương chắc chắn. Cái này trông ngon đấy nhờ. Nhưng thôi hiện tại thầy mới được 4 mảnh, em đã 5 mảnh cho mang vào một thể. Đâu đủ 5 mảnh như này. Ô đủ 5 mảnh rồi anh em. Yo. Cường hóa nào. Của thầy là gì? Cứ cách 20 giây trong 3 giây tiếp theo gây ra sát thương. Chắc chắn. Đây cháu này thì đang mang cái bộ này anh em. Có 20 tỷ lệ. Có 20%. Gây thêm 30 sát thương lên mục tiêu à. Nên địch có hiệu quả thiêu đốt. Chắc chắn sẽ bạo kích. Thôi mang vào cho thầy đi anh em, mang cho thầy đi. Hay vào đây thì cũng vậy thôi. Ok, đổi miếng này vào 1 này. 2 này. Lại tăng được chiến ngay anh em. Đó. Nhảy cũng không hợp lý lắm nhờ. Hay thay cho trên này đi anh em. Nay thì tôi đang tính mang lại chỗ này anh em, chắc là từ anh em để gỡ ra nhá, gỡ nhanh. Mang lại cho trên này các bạn này. Cháu này mang full HP à. Giờ mới để ý các bạn. Đổi 1 này. Rồi ok, sẽ đổi hết cho cháu này anh em. 2 3 này. 4 5 5 miếng rồi đúng không? Hóa nào. 42.000 HP à, mới đổi HP anh em. Đổi HP lực chiến chiêu lắm luôn á. Riêng gì chứ đổi qua HP lực chiến mát chiêu luôn anh em. Thủ hộ vệ này. Đó, lực chiến mát chiêu luôn các bạn. Ok. Đây mới tôi nhớ đây tôi có 2 miếng nữa gỡ ra đi. Gỡ tạm 2 miếng này ra đó các bạn. Rồi. Nó nói anh em vẫn phải mang hộ vệ cho cháu này. Ồ, uy hiếp có 2 miếng, áp chế có 2 miếng mà. Hai miếng này. Ba miếng. Ok, 4 miếng vậy. Ồ, thiếu mất 1 miếng ấy anh em. Khó khăn nhờ. Khó khăn đấy anh em. Nào, ở đây anh em giữ được miếng đấy này. Sẽ còn giữ miếng nào nữa không? Nhìn là không các bạn, được rồi. Để xem nào. Ok, chấp nhận thôi anh em, chấp nhận thôi. Mang vô. Rồi. Hiệp. Rồi, mang tạm nhảy vào thôi, biết sao rồi anh em. Ui, 19 triệu rồi bạn ạ. Chỉnh sửa tí là lên 19 triệu luôn rồi anh em. 19 triệu luôn rồi. Rồi, xịn sò luôn. Đó, ngon lành. Giờ đi thử ván nhờ. Bữa giờ tôm lừa đánh ra luôn anh em. Người cày có 1 cày luôn ạ. Nếu mà nói cơ bản không có thời gian cày anh em. Bữa nay bắt đầu mới có thời gian về nhà bắt đầu tranh thủ lại cày game. Nay trở lên là cầm cho anh em tình hình quả cáp ấy, sâu qua nạc anh em. Nay bung được 1 chiến lại lên 19 triệu rồi. Oánh nào, oánh nào.
bánh nào. Chém nào, chém nhau nào. Quay nào. Đó, nào đây, nào đây. Vào đây mà kiếm ăn, vào đây mà kiếm ăn. Ấy, đau 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 nha. Căng thế nhờ. Đánh nào, đánh nào. Ui, thua rồi anh em, thua rồi, nhìn cái này thua rồi. Thế thua rồi. Chém nào, ui, thua rồi anh em. Căng thế nhờ. Ok, nói chung thì tình hôm nay thì cũng cập nhật qua quả cáp có đe thứ cho anh em nữa nha. Clip này kết thúc thôi, gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Từ Từ Bá Đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.